và các bạn, và ngay từ buổi đầu gặp gỡ thì đôi bạn họ nói với nhau rằng anh còn son và em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về và em cũng về để thưa với mẹ cha, để hôm nay nói như nhà thơ Tố Hữu nói rằng sống ở đời có gì hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Và ngay bây giờ tôi tặng riêng cho cô dâu chú rể trên sân khấu những vần thơ nóng bỏng của tình yêu rằng: nếu em là ánh bình minh thì anh là nắng rung rinh bầu trời, nếu em là đóa hoa tươi thì anh là bướm suốt đời yêu hoa, nếu em là bản tình ca hồn anh nghệ sĩ dung hòa cùng em, nếu em là lửa mới nhen thì anh là gió thổi lên lửa hồng. Kính thưa quý vị và các bạn, tình yêu như lửa mới nhen, như trăng mới nhú và như đèn mới thêu, và hôm nay thì tình yêu ấy đã được đôi bạn trẻ thổi bùng lên thành ngọn lửa tình yêu vĩnh cửu. Và trong giây phút tuyệt vời này, tôi long trọng thay mặt ban tổ chức tuyên bố hôn lễ của đôi bạn trẻ Minh Quang Thùy Linh bắt đầu. Và trong giây phút này thì nói như người Bắc Ninh nói rằng yêu nhau, trao nhẫn cho nhau, về nhà. Và bây giờ thì các bạn đã về đến nhà rồi, về đến nơi xây lâu đài hạnh phúc, và các bạn sẽ trao nhẫn cưới cho nhau trước tất cả cha mẹ họ hàng để hứa với nhau rằng anh và em sẽ sống bên nhau trọn đời. Và bây giờ thì xin mời Minh Quang quỳ chân xuống để tặng nhẫn cho vợ đi. Nào, những tràng pháo tay thật lớn thế nào quý vị ơi. Ta chào nhau lời trái tim đang nói rằng cuộc đời này ta mãi thuộc về nhau. Họ mãi thuộc về nhau rồi. Và trong giây phút tuyệt vời như thế này thì tôi lại nhớ đến cái điều mà nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết rằng: cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Và hôm nay thì quả đúng là ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Và hôm nay thì xin phép tất cả các bậc phụ huynh cùng với tất cả mọi người để cô dâu và chú rể ở trên sân khấu họ sẽ tặng nhau những nụ hôn bỏng cháy để hứa với tất cả mọi người rằng anh và em sẽ sống bên nhau trọn đời. Mọi người có đồng ý không ạ? Có đồng ý không ạ? Một trong bàn tay thật lớn nha. Vâng. Và trước khi cô dâu và chú rể hôn nhau thì xin phổ biến cái nội quy hôn một chút xíu. Báo cáo các bác các chị cùng toàn thể các vị khách quý là bộ luật hôn nhân và gia đình có viết rất rõ là trong ngày cưới của mình cô dâu và chú rể được phép hôn nhau, còn hôn vào đâu là tùy chúng nó. Đấy là ngày xưa. Còn bây giờ hôm nay về với Hà Nội thì luật hôn nhân có thay đổi một chút xíu, tức là trong ngày cưới của mình khi về đến nhà chồng thì bao giờ cô dâu cũng phải hôn chú rể trước. Đấy mới lại là điều mà bây giờ mọi người mới biết phải không ạ? Cố đụng cho mình hôm nay mới biết đúng không? Và bây giờ thì Thùy Linh ơi, bạn hãy tặng cho Minh Quang của chúng tôi một nụ hôn đầu tiên. Làm khó bạn một chút xíu, nhưng đây là luật rồi, cứ thế mà thực hiện. Nào bây giờ thì Minh Quang đâu, chuẩn bị tấn công không cho phòng ngự gì cả. Nào bắt đầu, Thùy Linh, bắt đầu. 1, 2, 3. Úi dồi ôi, báo cáo mấy các cụ nhanh nhẹn thế này đây chả mấy mà các cụ có cháu bé, thế là vẫn khởi. Nụ hôn thứ hai là nụ hôn chú rể dành cho cô dâu, nó phải lâu lâu một tí để chúng tôi check in thật lâu. Nào bây giờ thì 3, 2, 1 bắt đầu. Minh Quang bắt đầu. Báo cáo các cụ, các ông bà, các anh chị cùng toàn thể các vị khách quý, hôm trước thì bác có dặn các cháu là chuẩn bị đến ngày hôn lễ nhớ phải đưa nhau ra chỗ nào kín kín và tập tành đôi tí cho nó quen. Báo cáo các cụ, các ông bà là chả có thời gian đâu mà tập tành gì cả, cho nên là bây giờ các bạn ơi, các bạn hãy tiến đến với bánh ngọt tình yêu đây để các bạn cùng chung tay cắt bánh tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc và dành nhiều ước mơ. Nào hãy cắt bánh đi. Bye.